Phật dạy cho chúng ta phải tích âm đức. Chúng ta làm việc tốt không nên để cho người khác biết, phải che giấu. Phước đức của bạn càng tích càng dày, quả báo tương lai sẽ thù thắng. Tội nghiệp thì không nên che giấu. Tội nghiệp cho dù tạo ra nhiều hay ít đều mong muốn người khác biết. Biết để làm gì vậy? Người này thấy bạn mắng bạn một câu, người kia trách bạn một tiếng, thì quả báo này trả hết rồi, thấy đều trả hết. Chính mình tạo ra vô số ác nghiệp, phải mau báo hết. Chính mình tích những thiện đó, không nên để người biết. Bạn thấy hiện tại người thông thường, họ thật là điên đảo, họ tạo ra việc ác thì không muốn người khác biết. Thiện chỉ có một chút thiện, còn muốn đem nó truy dương thành đại thiện, để mọi người xem trọng họ, tán thán họ, thì thiện đã xài hết rồi. Ác thì thấy đều ém, để ở đó vẫn chưa động, để đến Diêm La Vương tính sổ luôn một lần. Vậy thì sai rồi.